nấu nướng ăn thật sướng. Xin chào các bạn. Với những cái ngày thời tiết nóng oi bức như thế này á, thì cả nhà mình ai cũng cảm thấy hơi biếng ăn á các bạn. Nên hôm nay mình đã nấu một cái món ăn có vị chua chua cay cay để kích thích vị giác cho cả nhà mình nè. Ở đây thì mình có một ít cái nguyên liệu để mình chuẩn bị nấu món lẩu hải sản chua cay nha. Ở đây thì mình có hải sản nè. Hải sản thì các bạn sử dụng loại nào cũng được nha. Và một ít nguyên liệu. Hôm nay món lẩu này thì mình ăn chung với lại bún tươi nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu vào sơ chế nguyên liệu thôi nào. Mình có một ít cái nguyên liệu và một ít hương để chuẩn bị cho cái phần nấu nước lẩu của mình nha. Nguyên liệu thì mình để trên đây và bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cái cách làm cũng như định lượng ha. Ở đây thì mình có vài cái lá chanh thái nè các bạn. Lá chanh thái này nó có hình số 8 á, nó rất là thơm luôn và không bị đắng nữa nha. Giờ mình sẽ sơ chế nguyên liệu thôi nha. Ở đây thì mình có vài củ hành tím nè, mình sẽ thái lát ra. Hành tím mình sử dụng khoảng là 20 g nha các bạn. Và ở đây thì mình có khoảng 4 đến 5 la cái lá chanh thái á. Chanh thái này mình có mua cây về trồng á, nó còn nhỏ lắm nên cái lá nó nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn. Đó, giờ mình sẽ xé nhỏ ra bỏ cái sống của cái lá chanh đi ha. Và mình cũng xé nhỏ ra để chút nữa mình cho vào cái phần nấu nước lẩu nó sẽ thơm thơm hơn nha các bạn. Và ở đây thì mình cũng có thêm một ít riềng nè. Hôm nay thì mình sử dụng khoảng 50 g cái củ riềng cắt lát như thế này nha. Và mình có thêm một trái cà chua nữa. Cái cà chua này á, thì các bạn cắt múi câu hoặc là có thể bằm nhỏ hơn để một chút nữa mình xào á, mình tạo màu cho cái nước lẩu của mình nó thêm đẹp mắt nha. Và ở đây thì mình còn có thêm khoảng 10 cái tép sả như thế này, mình đập dập và cắt khúc ra để xíu nữa mình cũng đem xào luôn nè. Phần hương mình cũng đã chuẩn bị xong rồi nè. Ở đây thì mình có một cái nồi nước dùng mình đã nấu sẵn rồi các bạn. Mình có 3 lít nước nè, nấu với khoảng 3 lạng cái xương ức gà đó, với lại củ cải trắng, củ hành tím, củ hành tây và một ít cái gốc ngò cho nó thơm để làm nước dùng nấu lẩu cho nó thêm ngon hơn nha. Bây giờ mình sẽ đi xào hương nè, có hành tím nè, củ riềng cắt lát, sả đập dập cắt khúc nè. Bây giờ mình sẽ xào cái phần hương này cho nó thơm lên, nó vàng, nó thơm, thiệt là thơm lên luôn nha. Sau khi các cái nguyên liệu này nó vàng thơm á thì mình sẽ cho tiếp cà chua và cái lá chanh hồi nãy á, mình cho vào mình xào cho nó dậy cái mùi thơm nha. Và ngay lúc này thì các bạn cũng có thể cho thêm 20 g dầu màu điều vào mình xào để mình lấy màu nha các bạn. Bây giờ tất cả nguyên liệu đã thơm rồi, mình sẽ cho vào đây 60 g tương cà và 60 g tương ớt để mình xào mình lấy màu nè. Sau khi xào xong thì mình sẽ cho nước dùng vào đây. Cái nước dùng hồi nãy mình hầm xương á, mình sẽ cho vào đây là 2 lít nha. Nếu mà các bạn không có thời gian để hầm nước dùng thì mình cũng có thể là nấu bằng nước lọc luôn nha. Và trong cái lúc xào á, nếu các bạn thấy thích ăn cay nhiều á thì mình sẽ cho thêm vài cái trái ớt hiểm đập dập vào ha. Tại vì hôm nay mình nấu cho con nhỏ nên mình sẽ tận dụng, mẹ sẽ không có cho cái ớt hiểm vào ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho thêm 20 g cái dầu màu điều để nó tạo màu nè, cho cái nước lẩu mình nó thêm đẹp hơn nè.
Nước lẩu đã sôi lên, bây giờ mình nêm vào đây 20 g muối sấy nè, 20 g hạt nêm, 120 g đường cát trắng, 5 g bột ngọt và 65 g nước mắm nha các bạn. Bạn sẽ nấu cho nó sôi lên rồi chút nữa mình sẽ cho nước chanh vào sau cùng nha. Tại nước chanh mà mình nấu lâu nó sẽ dễ bị đắng lắm á. Đây bây giờ mình sẽ cho nước chanh vào. Mình cho vào đây là 70 g nước cốt chanh nha. Các bạn có thể điều chỉnh cái vị chua theo sở thích của mình ha. Nước lẩu cũng đã nấu xong, bây giờ mình sẽ sơ chế một ít cái rau để mình ăn kèm ha. Bây giờ thì ở trên cái mâm của mình thì mình đã chuẩn bị các cái loại hải sản rồi, mình có cá nè, nghêu, mực và tôm. Thì bây giờ mình sẽ xắt một ít rau vào đây. Hôm nay mình sẽ sử dụng một ít rau muống cộng nè, cắt khúc và cho vào để ăn cùng. Ngoài ra thì mình còn có thêm cái đây là rau nhút đó các bạn. Rau nhút mình cũng cắt khúc cho vào luôn ha. Lẩu chua cay thì mình ăn với lại rau nhút nó rất là hợp luôn á. Rau thì cũng không phải bắt buộc với giống nha các bạn. Các bạn thích cái loại nào thì mình sẽ cho vào ăn loại đó nha. Ở đây mình cũng có thêm một cái ít kèo nèo nữa nè, mình cũng cắt khúc luôn. Đây là bắp chuối bào nè, mình cho vào luôn ha. Với cái thời tiết oi bức này mà có một nồi lẩu chua chua cay cay này là còn gì bằng nữa các bạn. Kích thích vị giác lắm luôn á. Mình cũng có thêm một trái cà chua nữa, các bạn cắt mướp câu ra để trang trí cho cái phần món ăn của mình nó thêm bắt mắt hơn nha. Đó, mình trang trí vào, các bạn thấy không? Xanh xanh đỏ đỏ lên, nhìn cái dĩa rau của mình, dĩa đồ ăn của mình nó hấp dẫn ghê luôn á. Tất cả các nguyên liệu mình cũng đã chuẩn bị xong rồi á các bạn. Thì bây giờ mình chuẩn bị cho nước lẩu vào ha. Ở đây thì cái phần nước lẩu mình nấu hồi nãy á, các bạn nhớ lọc bỏ xác hết cho mình ha. Và mình sẽ cho nước lẩu vào đây nè. Đó, các phần nước lẩu các bạn thấy màu rất là đẹp luôn á. Này nó thơm lắm á các bạn. Mình xào những cái phần hương lên nó thơm ghê lắm. Màu cũng tuyệt vời luôn. Thì bây giờ nước lẩu đã cho vào rồi thì mình sẽ cho thêm vào trong cái phần nước lẩu này một ít cái nguyên liệu nữa nè. Ở đây thì mình có khoảng nửa cái củ hành tây á, cắt múi cao mình cho vào ha. Mình cũng cho thêm vài cái nấm nấm rơm luôn nè. Ở đây rau nêm của mình sử dụng là rau quế nha các bạn. Các bạn có thể cắt khúc ra và vài cái lát ớt để trang trí cho nó thêm bắt mắt nha. Và cái nồi nước lẩu của mình đã bắt lên nấu sôi rồi á, thì bây giờ mình sẽ cho vào cái phần nghêu, cái phần hải sản á, mình sẽ cho vào cho nó chín trước. Và mình sẽ thưởng thức cùng với bún tươi nè, một ít nước mắm mắm mặn kèm với ớt sắc, rất là tuyệt vời á các bạn, thơm dễ sợ luôn nè. Nếu các bạn xem video của mình thấy hay á, các bạn cho mình một like nha, đăng ký kênh của mình nè và chia sẻ cho mọi người cùng biết đến kênh của mình ngày càng nhiều hơn nha các bạn. Wow, hấp dẫn ghê luôn á. Các bạn hãy thực hiện cho gia đình mình cùng thưởng thức vào những cái ngày mà nóng oi bức nha các bạn. Những cái ngày này nó nóng rất là khó chịu và mình cảm giác là không có thèm ăn á. Các bạn sẽ thực hiện cho gia đình mình cùng thưởng thức ha. Chúc các bạn thành công với những cái món ăn mà mình đã chia sẻ cũng như là cái món lẩu hải sản chua cay ngày hôm nay nha.